若你是平凡，人像我无人，求你爱吧，便又要寂寞吧。若你做情人，能像我傻人，才会放手吧。为对眼看中吧，很想得到的，但总得不到他，梦想都需要比比之价，要高攀注定啊。 Thu Thành, thật ra mấy lâu tôi đã gạt anh. Tôi và Du Kỳ Nam thông đồng tìm cơ hội cho hai người trao đổi thân phận, mục đích muốn lừa tiền của anh thôi. Em và Cao Thu Thành không có cơ hội quay lại với nhau đâu. Em từ bỏ ý định đi có được không? Nếu em chứng minh được ảnh và vợ ảnh không có tình yêu, chỉ có tình cảm, em cảm thấy ảnh có quyền lựa chọn thêm lần nữa. Nếu vụ báo cáo môi trường bị rộn ra ngoài, anh đừng hòng thoát tội. Tôi có nhân chứng chứng minh tôi vô tội. Nhân chứng có thể biến mất bất cứ lúc nào. Ngay cả anh không hợp tác, anh cũng sẽ biến mất khỏi thế gian. Cao Thu Thành, lần này anh chết chắc rồi. Chuyện công hay chuyện tư? Vụ em này đó, khách hàng nói là muốn sửa lại một chút phụ lục 2.3. Đến phút cuối mới sửa sao? Khách đó nổi tiếng phiền phức mà, chỉ có anh mới chịu nổi người đó mà thôi. Cứ nói với khách không sửa được, còn không thì đổi ngày. Thẳng tay như vậy, đổi ngày khách phải bồi thường đó, tức là không được lựa chọn rồi. Họ có thể đổi luật sư, tôi không quan tâm. Vậy đi. Ủa, chẳng phải ra ngoài rồi sao? Không, làm xong việc nên về sớm. Sao cô không nghỉ ngơi trong phòng? Không, hôm nay thấy thời tiết mát mẻ nên ra ngoài tản bộ thôi. Đi một mình à? Ừ. Hình như tôi thấy cô đi chung với một người mà. Không lý nào, một mình tôi thôi mà, có phải nhìn nhầm không? Hình như sáng nay cô không có đeo chiếc lắc đó. Tôi mới mua thôi, có đẹp không? À, tôi nhớ ra toilet trong phòng tôi đã bị hư giò nướng rồi. Anh có thể coi giùm tôi không? Cũng được. Ừ, cảm ơn. Alo, con trai. Phải mà biết là con vui lắm. Ở Thái Lan bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng có thể về gặp ba. Cũng được, hẹn sau đi. Dù sao ký túc xá thanh niên cũng gần khu này. Má biết rồi, con vừa mới mừng sinh nhật lần thứ 17 chứ gì. Má sẽ bù lại cho con. Tới lúc đó hẹn với ba con cùng ăn một bữa ngon, chịu không? Con trai 17 tuổi. Không lẽ buổi tối của 18 năm trước mình và chú Phong... Một cái khó trúng hơn số độc đắc tôi cũng trúng được. Tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì hết nên bây giờ tôi rối lắm. Anh Thành à, thật ra em đã làm suốt 18 tiếng rồi. Em thật sự rất là mệt, bây giờ nghe đến rối lắm. Hay là sếp lại gọn gàng mới nói đi được không? Bấy lâu Du Phong đã lừa tôi, thì ra chúng tôi có một đứa con rồi. Không phải chứ, anh nghe được ở đâu vậy? Tôi nghe được cổ nói chuyện điện thoại với đứa con. Cổ tự xưng mình là má, còn nói sinh nhật 17 tuổi, phải ở Thái Lan qua đây tìm ba nữa. Khoan đã, anh đừng có con thì tự nhận là ba mới được chứ. Cho dù Du Phong có con thật cũng không nhất thiết liên quan tới anh đâu đúng không? Cũng như anh và Flora bao năm qua cũng không. Không phải là em nói anh bất lực, nhưng em nghĩ vậy cũng là nghi vấn hợp lý mà đúng không? Bác sĩ nói tinh trùng ít thôi, không có nghĩa chắc chắn không có khả năng. Sự thật là 18 năm trước tôi và Du Phong thật sự có ăn nằm rồi.
cậu tính lại con số sẽ vừa đúng lúc. Anh Thành à, hay là anh hãy bình tĩnh lại, suy nghĩ lại cho thật kỹ, thật ra có đúng là như anh đã nghĩ hay không hả? Cậu kêu tôi làm sao bình tĩnh chứ? Khó khăn lắm tôi mới có đứa con. Bao năm qua tôi không làm gì hết, tôi nhất định phải bù đắp. Tôi muốn thành lập một quỹ. Cậu lập tức thảo một hồ sơ cho tôi, ngày mai gửi cho tôi. Anh Thành à, anh kêu em làm bao nhiêu chuyện cũng được hết, hay là chúng ta làm một chuyện còn quan trọng hơn? Đó là xét nghiệm ADN trước đi có được không? Ok. Để anh làm ơn đi, che đậy một chút đi. Nhìn người ta trân trân như vậy, bị phát hiện thì mệt lắm. Cậu thấy không, lúc ăn nuôi xào trứng cũng giống như tôi rắc thêm tiêu. Lúc nãy em cũng thêm tiêu như vậy, không để em cũng mang họ anh sao? Cậu con nó tập trung không? Lúc đang ăn thì không uống nước, lúc uống nước thì không ăn rồi. Anh làm ơn tập trung một chút đi, hôm nay anh tới lấy ADN chứ không phải là ngắm trai. Đã nói là Ronaldo đã giỏi rồi mà. Đương nhiên Ronaldo đã giỏi rồi. Chưa cũng thích ảnh hả? Dạ, trận đấu tối qua đặc sắc vô cùng. Thì đó, xém chút bị người ta gỡ lại rồi. Cũng phải nhờ anh ta có thực lực. Chà, hai người mê banh như vậy, đang coi Ronaldo hay sao? Tôi cũng mê nấy lắm. Ờ, phải rồi, tôi tên là Men. Tôi tên Otis. Con tên là Thần. Hay chú cũng ở đây sao? Ờ, không phải, tôi làm ở nông trại gần đây. Mỗi lần tôi ra ngoài giao hàng á, đều tới đây ăn sáng. Món bánh mì ở đây ngon lắm đó. Có muốn ăn thử một cái không? Thôi đi, con không ăn đồ ngọt đâu. Cậu ở đây một mình không phải là người bản xứ hay sao? Con sinh ra ở Thái Lan, lần này con cất công tới đây tìm ba con. Còn má cậu đâu? Họ đã không gặp nhau nhiều năm rồi. Cậu tới Hồng Kông bao lâu, có tiếp tục ở lại nữa không? Chưa biết nữa, kỳ khác mới tính. Cậu ở đây có quen không? Tôi có người bạn mở khách sạn 5 sao, có thể giảm 20% cho cậu ở thoải mái hơn. Con thú không? Con thấy chỗ này cũng tốt, lượt đánh giá cũng cao lắm. Nè, cậu thích coi đá banh như vậy, có coi đội Mỹ không? Không có. Nè, anh có nghe rõ không? Anh có thấy tiếng chuông nhà thờ này có giống tiếng chuông nhà thờ ghi trong bút ghi âm đó không? Hey, hỏi anh cũng hao hơi. Cũng may là tôi cắt một đoạn âm thanh để đối chiếu. Nếu hai tiếng chuông nhà thờ đều giống nhau thì đây là hiện trường vụ án. Nè, những chuyện kỹ thuật cao này tôi không biết đâu, trông cậy vào cô đó. Nè, xong rồi, anh nghe đi. Nè, nghe kỹ thì không giống cho lắm đó. Thì đó, ơi, tức là không phải chỗ này. Ê, cả Hồng Kông có nhiều nhà thờ, cô tìm từng chỗ một trong 18 khu, tức là tìm dài dài rồi. Không sao, tôi tin các biển sâu cũng có thể mò được kim. Là có thể mài sắt thành kim đó cô nương à. Vậy sao? À, cũng như nhau thôi. Nhưng thật ra giọng nói trong bút ghi âm đó rõ ràng là Cao Thu Thành. Anh có định tra hỏi anh ta không? Tôi cứ cảm thấy là Lợi Quán Khanh sai khiến anh ta. Nè, lần trước tôi làm nhiều chuyện đã bị người ta nói móc rồi. Tôi đang suy nghĩ có phải nên tiếp cận Lợi Quán Khanh không? Trời ơi, anh to gan vậy. Anh coi chừng con thằng làng già đó. Ê, được rồi, vậy đi hả? Ừ. Thôi được. Lại gọi nữa, vụ gì? Tiếm Tiếm à, bây giờ có rảnh không vậy? Andy, vô đi. Ê, có thiệt nha, cầm lấy. Ờ, cảm ơn nhớ. Thấy chưa, đi khắp thương xá này với tôi, tất cả đều giảm giá cho anh. Còn muốn mua gì nữa không? Đủ rồi, lâu rồi tôi chưa từng mua đồ vui vẻ như vậy. Có gì cần giúp, cứ việc lên tiếng. Lần này bị gã khốn đó Du Khống, tự nhiên bị người ta đuổi việc. Các đồng nghiệp cũ ai cũng sợ mít lòng lợi đại Du, không dám tìm tôi. Bây giờ mất luôn việc làm rồi, bạn bè cũng không còn nữa. Ê, thật ra là ấy thịnh là gì chứ, không làm chỗ này thì làm chỗ khác. Đành là vậy, nhưng việc tốt thì không thấy động nhanh như vậy. Bây giờ người trong giới ai cũng tin là như thật, tưởng đâu tôi gây rối thật, cho nên đi xin mấy chỗ cũng không có hồi âm. Không cần phải lo, tôi đã hỏi qua luật sư nghĩa vụ, họ nói có thể thông qua con đường luật pháp bắt lại ý thịnh trả tiền bồi thường mà. Truy cứu đến cùng, đừng sợ họ. Tiền là chuyện nhỏ thôi, đổi lại công bằng cho bản thân mà. Phải, tôi ủng hộ anh. Cảm ơn cô, đã chịu tin tôi. Ừ. Thôi, tôi đi trước nha. Ừ. Bye bye. Bye bye. Chúng ta quen thân rồi, không cần khách sáo. Những vụ đuổi việc vô cớ như vậy tôi có kinh nghiệm lắm. Lát nữa tôi gửi thông tin khách hàng đó cho cô, ngày mai sẽ kêu người mang hồ sơ lên văn phòng luật sư cho cô. Ok, đừng lo quá, cẩn thận nha. Bye bye. Nhận vụ mới hả? Ừ.
Đột nhiên luật sư Phùng phải nhập viện phẫu thuật tim, cho nên đã gửi một vụ cho em. Trong tay em đã có nhiều việc rồi, có khi nào bận quá không? Có là bạn học cũ của em, giúp được thì giúp. Khách hàng là Andy Lau. Là ai vậy? Lau Học Cần, con của chú anh. Lúc trước cậu ta là nhân viên phòng IT của Lạc Ý Thịnh, nhưng bị đuổi việc vô lý. Nhận vụ án này tức là đối đầu với ba. Vừa mới nhận lời luật sư Phùng, không lý nào lại quay lưng từ chối cổ. Vậy cũng phải, đứng chính giữa khó xử đôi bề. Em cãi thắng Lạc Ý Thịnh thì ba em mất mặt, mà cãi thua thì không thể giúp được Andy đòi lại tiền bồi thường. Nhưng mà không sao, cho dù em có quyết định gì, anh cũng đứng về phía em. Cappuccino của anh nè. Cảm ơn. Anh ngồi đây coi cả ngày rồi mà. Phải. Vụ này có một chút trắc rối. Khách tên là Peter Thái, lần trước tới quán bar múa cụ, thấy có chút không khỏe cho nên đã uống thuốc ngủ, đầu óc mơ màng nên đi nhầm vào toilet nữ. Hổ ở chỗ anh ta định lấy điện thoại gọi taxi, ai ngờ bị người ta nhìn thấy nên báo cảnh sát, nói anh ta vô toilet quên lén, cuối cùng buộc tội anh ta có hành vi khiếm nhã ở nơi công cộng. Cho nên anh liên tục có camera, hy vọng tìm được chứng cứ giúp anh ta thoát tội. Phải đó, nhưng mà đáng tiếc, coi tới coi lui chỉ được công cốc. Bên MIT đã nhận Peter Thái học tiến sĩ, đúng ra tháng sau đã có thể bay qua Mỹ để làm thủ tục nhập học rồi. Nếu thật sự tuyên anh ta có tội, anh ta sẽ mất hết tất cả tương lai. Tôi muốn giúp cho anh ta. Anh đã cố gắng không thẹn với lòng là được rồi. Tôi không bỏ cuộc đâu. Tôi nhớ Peter Thái đã từng nói với tôi, lúc anh ta uống thuốc xong, đầu óc mơ màng, xém chút đã bị té. Cũng may là có cô gái tay tóc vàng dịnh anh ta lại. Cô gái tay tóc vàng? Chỉ cần tìm được nhân chứng mấu chốt đó ra tòa làm chứng, sẽ có thể chứng minh tình trạng lúc đó của Peter Thái không bình thường, dẫn tới đi nhầm vào toilet nữ. Rồi có tìm được cô gái tay đó không? Không tìm được. Camera này không rõ nét, không nhìn thấy khuôn mặt. Nhưng mà tôi đã hỏi ông chủ rồi, anh ta nói không thân với cô gái tây đó cho lắm, những người khác giới thiệu cổ tới múa vài hôm, sau đó không còn thấy cô ta tới nữa. Cho dù không tìm được cô gái tây đó, không chừng còn cách khác có thể giúp được anh ta. Mong là như vậy. Vụ của Peter Thái sao rồi? Chưa tìm được cô gái tây đó, nhưng mà tôi sẽ tiếp tục theo dõi. Lúc nãy hai người đang bàn vụ đó sao? Luật sư Cam, vụ này là của cô sao? Không phải hai người, hai người nói tiếp đi. Amber. Luật sư Cam. Xin lỗi. Lên xe. Nhưng xe của tôi ở đây mà. Đừng nói nhiều nữa, mau lên xe đi. Làm ơn cho bia và whisky. Tại sao dẫn tôi tới đây vậy? Tới điều tra hay sao? Có thể anh và cô gái tóc vàng có duyên, sẽ gặp được cổ ở đây. Cảm ơn. Cô gái tóc vàng.
Amber. Hẹn chi tôi coi camera biết bao nhiêu lần cũng không nhận ra cô gái tóc vàng ở trong đó. Cô thật sự giống như biến thành một người khác vậy. Cuối cùng cũng bị hai người tìm được. Tôi thấy hôm nay cô như người mất hồn, ngay người trước máy photo, trên tay có băng đỏ, trong túi của cô còn có đôi giày cao gót để múa cột. Và đôi giày cao gót này từng xuất hiện trong đoạn phim camera. Xin lỗi, thật sự tôi không cố ý gạt hai người. Bởi vì cô muốn gạt hết cả thế giới. Từ nhỏ tới lớn, tôi đều rất thích múa cột. Nhưng rất nhiều người không hiểu, cảm thấy là gợi dục. Mỗi lần tôi nói với gia đình, lần nào chúng tôi cũng cãi nhau một trận. Tôi hiểu mà, nhà cô là gia đình luật sư, có những lo lắng đó cũng rất bình thường. Giống vậy tôi tưởng đâu có thể chuyển qua quán bar múa cột, hai người không tìm được tôi sẽ bỏ cuộc. Ai ngờ luật sư Cam tinh mắt như vậy. Bởi vì tôi đã kiểm tra tối nay chỉ có chỗ này có múa cột nên tôi đã tìm tới đây. Thật ra hôm xảy ra vụ gì cô đã thấy cái gì? Những gì Peter Thái nói có phải thật hay không? Hôm đó tôi thấy anh ta có vẻ như không khỏe, xém chút dắp té, nên bước tới đỡ ảnh. Những chuyện sau đó tôi không rõ cho lắm. Đủ chứng cứ rồi. Amber, vậy cô có đồng ý ra tòa để làm chứng thuật lại chuyện tối hôm đó hay không? Mua cột là sở thích cá nhân của tôi. Tôi không muốn vì chuyện này có bất cứ mâu thuẫn gì với nghề nghiệp. Càng không muốn vì múa cột ảnh hưởng mối quan hệ giữa tôi và gia đình. Không sao đâu, có lẽ cũng còn cách khác có thể chứng minh Peter Thái trong sạch. Chúng tôi sẽ thử đi tìm. Thật ra cô có quyền không cần trả lời nhanh quá, nhưng tôi hy vọng cô có thể suy nghĩ lại. Nếu lúc nãy anh cố gắng hơn nữa, tôi cảm thấy Amber sẽ đồng ý ra tòa làm chứng. Thì ra trong thâm tâm của cô tôi đeo bám lì lợm, mặc kệ cảm xúc của người khác sao? Tôi không có nói vậy. Tôi không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Còn gì cần bổ sung không? Còn một chiêu cuối cùng. Cô muốn dùng giấy triệu tập bắt cô ấy ra tòa hay sao? Hình như anh không muốn. Nếu như mà cô ấy chịu, từ đầu cô đã đồng ý rồi. Tôi cảm thấy không nên ép buộc. Ban đầu anh tội nghiệp Peter Thái mới nhận vụ án này. Chúng ta còn thiếu một mình Amber. Thật ra cũng còn thời gian mà. Tôi nhất định có thể tìm được cách khác. Tại sao phải đảo một vòng lớn phí thời gian như vậy chứ? Tôi không muốn vì chiến thắng vụ kiện hy sinh Amber. Cô ấy không phải là con cờ. Cô có quyền lựa chọn của cô. Cảm tính quá không phải là điều tốt. Tối rồi, tôi tự về nhà được rồi, không cần phải chở. Loại hoa điêu trần niên này dùng với cua hấp lòng trắng trứng là đúng nhất. Chị Đào giỏi nhất là làm hải sản, lâu rồi không ăn. Còn nữa, còn món ông chủ thích nhất, hải sâm tiềm gà. Thơm thiệt nha. Tất cả đều do cậu chủ căn dặn tôi làm. Được đó. Có lẽ cua cũng được rồi. Chị Đào, tôi giới thiệu vô trong coi thử. Cũng được. Con nói chuyện với khách hàng, họ nói bây giờ thẩm tra còn nghiêm hơn trước rất nhiều. Có khi nào xây dựng linh kiện bị ảnh hưởng không? Giao công việc cho cấp dưới làm chắc không có vấn đề gì. Nhưng lần trước đã xảy ra chuyện. Công ty hoạt động rất tốt, tất cả bình thường, không có vấn đề. Laura, cái này ngọt lắm, mau uống đi. Cũng được, bà uống thêm đi. Vụ của Andy tới đâu rồi, khi nào xét xử? Sao vậy? Đọc xong tin nhắn làm như mới hết tâm trí vậy. Không có gì, không quan trọng. Ba ăn cơm đi. Ăn cơm đi.
chắc M&A trả lời sao rồi? Không lẽ ông đi đổi luật sư hay sao? Đương nhiên y như dự tính của anh, lập tức chấp nhận bản hợp đồng. Tốt. Em cũng không cần phải tăng ca nữa. Cậu làm việc trước đi. Chào. Ủa, chú Men, sao tình cờ vậy? Màu này hợp với cậu lắm. Vậy sao? Phải. Thật sự hợp với tôi sao? Hợp, chọn áo luôn đi. Nè, nếu tôi có con, có lẽ cũng đạt tuổi cậu. Để tôi thử vài cái đã. Ủa, má. Thật ra tôi biết cậu Thần là con cô. Lần trước tôi nghe được hai người nói chuyện điện thoại. Hả? Thật ra ba cậu Thần là ai vậy? Thật ra... Có phải Cao Thu Thành không? Cô yên tâm đi, chuyện riêng của cô tôi không nói ra đâu. Anh đừng bao giờ nói cho ai biết hết. Nhưng tôi cảm thấy cậu Thần và Cao Thu Thành đều có quyền biết sự tồn tại của đối phương. Sao hả? Có được không? Được. Nhanh lên đi. Nhanh lên đi ba. Ba mau tới đây đi. Ba à, sao nhìn ba có vẻ yếu quá vậy? Qua tới Hồng Kông sao lại tệ vậy? Mới có nửa tiếng thôi đã thở dốc rồi. Bây giờ thái độ của con vậy là sao? Má còn dạy con hả? Hả? Lúc trước ly dị giành quyền nuôi con, giành thắng rồi nên dạy con nói lung tung với ba như vậy có đúng không? Chuyện đã qua mấy thế kỷ rồi, còn nhắc tới làm gì nữa? Thì đó, bây giờ con nó cũng khôn lớn rồi. Con còn nhớ không, lúc đó con 12 tuổi, con gọi má là má, gọi từ đó tới giờ luôn. Em không cảm thấy gọi như vậy thân mật hơn sao? Anh tưởng em không biết sao? Anh kêu nó gọi mà, còn nói thêm tiền quà giặt cho nó nữa. Đâu có. Ba nghĩ gọi riết xem như thật thôi, nhưng mà con cũng không nghĩ tới tiền. Con cũng muốn má làm má của con. Đúng đó, nè, tuy nó cứ ăn nói lung tung, nhưng mà câu này thật sự nói đúng trọng điểm đó. Phải má, má nói xử lý tài sản mà, làm tới đâu rồi? Má định là ở lại một thời gian. Thì đó. Nay má sẽ đi, nông trại còn chút việc. Sau đó đừng về Hàn Quốc nữa, ở đó không vui chút nào hết. Qua Thái Lan đi, ba đã mua nhà, chuẩn bị mở nhà hàng nữa. Phải đó, tới lúc đó dưới nhà kinh doanh, trên lầu để ở. Phải đó, mình ở chung đi, chắc chắn ba sẽ rất tốt với má. Câu này thì trúng càng thêm trúng. Để coi sao đã. Nè, mấy ngày ở Hồng Kông có định làm gì? Tham quan các nơi. Nhưng mà bây giờ cũng muốn chụp thêm vài tấm hình nữa. Đi rồi, đi mau lên. Anh đó còn dám giả bộ nhờ con bắt cầu nữa. Anh kêu nó nói vậy sao? Em không cảm thấy đó là cách sắp xếp tốt nhất sao? Nhiều khi anh cũng không đến nỗi sai hết. Em nói cái gì? Nè, là vậy nha. Nói chuyện này cho anh nghe, nhưng anh phải bình tĩnh. Cao Thu Thành coi thằng Thần con của anh là của ảnh. Không phải chứ, đó là con của anh mà. Chuyện gì hắn cũng thích dành với anh là sao vậy? Thật sự đã xảy ra chuyện gì? Anh nghe em nói đã. Tóm lại mọi chuyện thì rất là dài dòng. Nhưng mà đáng sợ nhất là ảnh và thằng Thần có liên lạc đó. Lát nữa thằng Thần khai anh là ba của nó, chúng ta sẽ lập tức lộ tẩy ngay. Hay là vậy đi, anh tìm đại một lý do kêu nó về Thái Lan trước. Quan trọng là họ đừng gặp nhau nữa. Xin lỗi nha, mỗi năm hai người mới gặp nhau một lần. Sau này ba người chúng ta về Thái Lan, em, anh và con sẽ thường xuyên được gặp nhau thôi. Yuki Nam, tối nay tôi phải cùng vợ đi coi vũ kịch. Anh tự mình tránh mặt đi. Vở kịch này cũng hay thiệt ha. Màn cuối cùng hai cha con nhận nhau cảm động lắm. Nhưng người vợ thì sốc vô cùng. Đột nhiên biết chồng mình có con với người khác. Anh ta cũng không biết bản thân có con riêng với người tình đầu tiên. Bao nhiêu năm không gặp, vừa mới gặp lại thôi. Đúng là vậy. Nhưng dù sao cũng không thể chấp nhận được. Bây giờ người chồng giống mình đi gặp người tình đầu tiên. Vậy cũng phải ha. Anh à. Ừ? Hôm nay em rất vui, anh dành cho em cả ngày. Em vui là được rồi. Còn nữa, lần trước anh chủ động hẹn ba ăn cơm, nhưng chưa đủ can đảm nói cho ba biết em đã nhận dù Andy kiện tập đoàn Lạc Lý Thịnh đuổi việc vô lý. Sao anh nhận vậy?
Chính anh nói cho dù em quyết định ra sao anh cũng đứng về phía em mà. Ý anh nói là vì một người ngoài làm cho cha con có khả năng nảy sinh mâu thuẫn không đáng chút nào. Anh nhắc nhở em thôi, nếu có cơ hội lựa chọn lần nữa, em có quyết định như vậy không? Anh nói cũng đúng. Nếu chuyện này dính líu tới ba, em cần phải quan tâm luôn cảm xúc của ba. Nghĩ thông suốt là tốt rồi. Đi. Vào đi. Ba. Tìm ba có chuyện hả? Chuyện là gì? Ngồi xuống mới nói đi. Có phải con muốn nói chuyện công ty đuổi việc nhân viên phòng IT hay không? Thì ra ba đã biết rồi sao? Ba đã mở đầu rồi, con cứ tiếp tục nói đi. Thật ra ban đầu khi con nhận vụ này, con không để ý sẽ kiện Lạc Lý Thịnh. Con chỉ có lòng muốn giúp người bạn luật sư, bởi vì cô phải nhập viện làm phẫu thuật. Hơn nữa con cảm thấy bên Nguyên có đầy đủ chứng cứ, cho nên con mới... Xin lỗi ba, có phải con nói sai chuyện gì không? Con nghĩ ba giận sao? Con có biết tại sao ba chỉ cắt mấy cành này hay không? Bởi vì đâm ra ngoài nhìn không đẹp. Bonsai có phân biệt trường phái: phái dương, hoàn chỉnh, hoành tráng; phái tô, thanh tú, nho nhã. Nhưng mà phái nào cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là biết rõ suy nghĩ trong lòng của mình, từ bỏ những nhánh dư thừa. Ý của ba là thật ra con hoàn toàn không cần lo lắng vụ án sẽ làm cho cha con chúng ta có khoảng cách. Con cần phải tập trung giành lấy quyền lợi đang có cho khách hàng của con. Ba tin tưởng luật pháp công bằng, thị phi đúng sai có căn cứ phán quyết. Công ty có lỗi với một người thì phải bồi thường đủ, không quan trọng. Trái lại là con coi ba là ai, chuyện nhỏ như vậy cũng giận sao? Con xin lỗi ba, con nghĩ nhiều quá. Coi đại diện cho Lạc Ý Thịnh đối đầu với Flora sao? Con chỉ cần nói cho chú biết, có niềm tin không? Cam Gia Linh có thể thua nhưng Lạc Ý Thịnh thì không được. Con biết chú muốn có kết quả gì? Chú không muốn Flora thua một cách xấu hổ, cô không muốn còn khó xử. Hiểu. Chú không muốn 5-0, chú muốn có kết quả 90. Ý, anh Lợi kìa. Về sau. Hey, anh Lợi. Anh Hào. Anh Lợi. Gọi Đình. Anh Lợi à, tôi cố tình khui một chai rượu cho anh tới thử đó. Tôi biết anh sẽ lấy vũ khí bí mật ra, cho nên dẫn Gia Linh tới đây. Nó có nghiên cứu về rượu vàng lắm, còn giành được chứng nhận chuyên gia thưởng thức rượu chuyên nghiệp quốc tế nữa. Luật sư Cam đúng là đa tài đa nghệ mà. Chú Khanh quá khen rồi. Hôm nay có thể tham gia buổi họp mặt này là vinh dự của tôi. Nếu là như vậy, hay là hôm nay để luật sư Cam đánh giá chai rượu của tôi có được không? Không dám. Hay là mọi người cùng uống đi. Nè Golden, hôm nay tôi với anh Lợi họp mặt nói vài câu, hai người tự nhiên ha. Chúng ta qua đây đi. Cảm ơn. Anh Lợi, dạo trước tôi nghe anh nói giới thiệu một người mới vào hội. Ban đầu tôi còn tưởng là con rể của anh, nhưng thật không ngờ thì ra anh đang nói tới luật sư Cam ha. Nhưng mà vào hội của chúng ta không có đơn giản như vậy, cần có hai hội viên VIP bảo lãnh và giới thiệu. Tôi thấy anh coi trọng cổ lắm mà ha. Tôi thừa nhận cổ làm việc rất được việc, nhưng không đơn giản như vậy. Gordon, chúc mừng anh, đại gia tỷ đô. Nhà bình luận rượu vang nổi tiếng nhất thế giới từng nói, đại gia triệu đô là uống Lafite, đại gia tỷ đô là uống Romani Conti. Ly rượu này á là Romani Conti. Vậy thì ông chính là đại gia tỷ đô. Luật sư Cam đúng là lợi hại, thử một hớp để biết là rượu gì. Chúng ta mời luật sư Cam một ly đi. Được, cạn ly. Hay lắm, hay lắm. Cạn ly. Cạn ly.
Anh thấy không, thích nghi nhanh vô cùng. Không phải chỉ có bản lĩnh, rượu phải chọn nguồn nước, ngựa phải chọn huyết thống, người cũng vậy. Nhưng cũng có những người dù có nỗ lực cách mấy, thành công cách mấy, cũng không thuộc về thế giới của anh và tôi đâu. Lúc trước tôi cũng không nghĩ như vậy, nhưng những chuyện xảy ra gần đây chứng minh tôi đã nhìn lầm. Albert, không thể lên đỉnh kim tự tháp. Nhưng còn luật sư Cam, anh muốn nói chuyện gia đình của cổ sao? Tôi và ba của cổ dù sao cũng là thế giàu. Nè, qua bệnh uống ly rượu với họ. Được. Gordon, vũ khí bí mật đâu? Hai ly này là của hai người. Cạn ly. Mời. Cạn ly. Ngon lắm. Được lắm. Sao lại có lòng hẹn tôi ra đây vậy? Nè, bạn thì bạn, cô đừng hòng bàn chuyện Peter Thái với tôi nha. Hôm nay được nghỉ, trước giờ anh cũng biết tôi không thích bàn công việc trong giờ riêng tư. Nghe nói gần đây ông chủ nhập một số đĩa nhạc cực hiếm, có tiền cũng không thể mua được. Có phải anh đang nói kỷ niệm 100 năm của Enrico Caruso này hay không? Năm 1916, bản thu âm của Victor Orchestra. Tôi tìm rất lâu cũng không tìm được, không ngờ cô đang giữ. Hiệu quả thu âm của 100 năm trước đã lợi hại như vậy, tôi lên mạng còn phát hiện được phim liên quan đến ông ta. Vậy sao? Cho tôi coi. Xin lỗi, bấm nhầm rồi. Anh xem như chưa nhìn thấy đi. Sơ ý phát nhầm đoạn phim, đúng lúc lại để cho tôi nhìn thấy, tức là muốn thông báo cho tôi biết trong vụ này có nhân chứng rồi. Nếu tiếp tục như vậy sẽ không đủ chứng cứ buộc tội. Đừng nói mất hứng quá, chúng ta nghe nhạc đi. Luật sư Cam, cảm ơn cô. Cô đã chứng minh là tôi đã đúng. Tôi chứng minh cái gì? Tôi từng nói chắc chắn có cách có thể trả lại sự trong sạch cho khách hàng, đồng thời cũng có thể bảo vệ cho em bơ, không cần ép cô ấy ra tòa làm chứng, công khai sở thích đặc biệt ra ngoài. Ý của anh là lần này bên công tố chủ động hủy bỏ cáo buộc có liên quan đến tôi? Nghe nói là chuyên viên hình sự đó là bạn cũ của cô, gần đây còn thấy cô dẫn ta một chút. Lần này bên sở tư pháp không có đầy đủ chứng cứ mới chủ động hủy bỏ cáo buộc, hoàn toàn dựa vào đánh giá về mặt luật pháp, không có bất cứ quan hệ gì với tôi. Tôi cũng chỉ là người được thông báo thôi. Và dựa vào những điểm vừa nêu, cũng không có gì chứng minh anh đúng, cho nên anh có thể rút lại câu cảm ơn lúc nãy. Chiến thắng vụ kiện theo thông lệ cũng phải ăn mừng kia chứ. Hay là chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống ăn bữa cơm đi được không? Chiến thắng vụ kiện tôi đã quen không có bất cứ ai bên cạnh, một mình tôi có thể thư giãn, sau đó chú tâm vào vụ tiếp theo. Cho thêm một ly Vanishing Watermelon Martini. Có liền. Cô cũng không có gì mới đâu. Mỗi lần chiến thắng vụ kiện đều tới đây uống ly Martini. Anh cũng như vậy. Làm ơn cho một chai bia. Cái mà tôi đã thích, không dễ gì thay đổi. Lần trước tôi đã hiểu lầm cô. Tưởng đâu cô là người vì chiến thắng bất chấp cảm xúc của người khác. Tôi đã nói rồi, những chuyện trong công việc không cần nói cảm ơn, cũng không cần nói xin lỗi. Với lại tôi cũng vì anh mới nghĩ ra cách này. Cuối cùng cô cũng chịu nhận cô đã vì tôi hay sao? Không phải vì những chuyện anh từng nói. Chẳng qua là do anh nói anh không muốn làm cho người vô tội bị tổn thương. Con người của anh nó cũng lạ thiệt đó nha. Thật ra do anh có lòng chính nghĩa hay là tự cao, rõ ràng không phải là luật sư, nhưng mà trái lại muốn giúp hết tất cả mọi người. Sao cũng được. Lần này cô đã bị tôi lay động rồi. Không có căn cứ sự thật tôi sẽ không thừa nhận.
Không có thần sơn. Giá nào cũng phải có một chút chứ. Một chút. Hôm nay ăn món gì? Hay là ăn món Nhật đi, món Thái đi. Nè, đầu đường mới mở một tiệm sushi đó, hay là đi thử đi. Ăn bữa trưa cũng phải đứng ăn sao, thôi đi. Ê, em bớt, cô muốn ăn gì? Tôi sao cũng được, tùy mọi người. Sáng sớm tới đây chỉ biết lo ăn, tỉnh táo chút đi, làm gì đi. Sáng sớm đã thấy để ở đây rồi, trên bàn còn có tấm thiệp nữa. Cũng nhờ sự can đảm của cô chịu mạo hiểm có thể ra tòa làm chứng, cung cấp đoạn phim, giúp vụ án giải quyết êm đẹp, Otis. Bánh hiệu này là sở thích của cô đó. Lần này là gì, lý do gì đây? Nếu như tôi ăn một mình thì quá cô đơn, luôn tiện tới thăm đôi anh em tốt của tôi thôi. Tôi nghĩ có lẽ anh đã tặng một hộp caramel muối biển cho tôi. Tối nay cùng đi ăn cơm nha. Có gợi ý gì hay không? Đầu bếp Otis này đích thân vào bếp. Mời cô Cam đây tới nhà của tôi ăn bữa tối gia đình được không? Vậy hộp này coi như tráng miệng sao ăn. Được. Bảo đảm sau khi cô nếm thử tài nghệ của tôi rồi nhất định không thể quên được. Anh nói tự tin đến như vậy, nếu mùi vị không như mong đợi, tới lúc đó anh sẽ không thể quên. Anh à, làm ơn nhìn kỹ chút đi. Nhìn kỹ gì chứ, bộ không thấy tôi đang rửa xe sao? Hai người đi sát qua làm gì? Nước rửa xe của anh xém chút tạt trúng cô này rồi. Người ta chỉ có ý nhắc nhở anh một câu mà thôi. Cô à, mấy cô ở động chứa mới như vậy thôi. Anh nói gì hả? Nói gì chứ, tiếng Quảng Đông chính tông đó làm sao đây? Sếp quản lý của anh lại, tôi phải kiện anh đó. Kiện cái gì hả? Đúng là đáng ghét mà. Kiện cái gì? Sao đây hả? Muốn gì? Buông ra đi. Anh muốn gì hả? Sao? Anh làm gì hả? Anh muốn gì hả? Đừng làm sao? Đừng làm sao? Tôi xin lỗi cô ấy đi. Đứng lại. Anh Bộ, không có gì chứ? Tôi không sao, còn cô? Không sao, chỉ là bị dơ áo với lại thái độ của người đó có vấn đề rồi. Bắt được người rồi, lập tức tới khu C1 đi. Ok, nghe rõ rồi, xin lỗi nha. Cô coi đó, ướt hết người rồi. Anh cũng kỳ nữa, lúc nãy nóng nảy quá, không giống như anh mọi khi. Tôi không bảo vệ cho cô thì bảo vệ ai đi? Hay là anh về nhà trước đi. Tôi muốn thay bộ đồ, lại muốn lấy hồ sơ để quên. Thôi được, tôi về nhà nấu sẵn đồ ăn chờ cô, nhanh nha.
Xin lỗi, có một khách hàng nhờ tôi xử lý một số chuyện rất khẩn cấp. Tôi phải ở lại công ty, có lẽ tối nay không thể tới được. Ba, tụi con mua bánh bột này ăn chung đi. Ba ơi, ba đừng chết. Ba ơi, ba ơi, ba. Tôi không bảo vệ cô, thì bảo vệ ai đi? Triệu Phan hầm đuôi bò tứ danh, có phải nghe tôi cũng chảy nước miếng được không? Yên tâm, chuyên viên giao hàng sẽ mang tới ngay, bảo đảm cô sẽ ăn đến say mê. Chờ tôi. Thiên đinh mấy sợi.